Hi, xin chào bạn nha. Hôm nay cùng xem những chiếc xà lan nó qua một đoạn cua rất là hẹp nha các bạn. Bây giờ các xà lan ở dưới lên rất là đông. Anh ngồi trước mũi là anh kêu chạy chậm lại các bạn. Hôm nay nước chảy quá dữ rồi. Phía trong này nó có thêm một chiếc tàu biển nó đậu nữa, sát như bờ chiếc tàu biển các bạn. Chiếc ghe bây giờ nó chạy lủi lủi vô trong rồi nè, chạy thế toàn nghẹp luôn. Xà lan xuống chợ Khẩm xuống đông lắm các bạn. Chiếc này đánh dữ vậy trời. Trời, vô ghe chợ lúa luôn quá. Ôi trời, chợ lúa hết đường đi luôn.
hết trơn nha các bạn. Chiếc xà lan trên này nó đang đi xuống nè. Cái chiếc xà lan kia cái mũi rất là lạ nha các bạn. Chết mà rồi. Quất sẹp men vỏ lãi phía trong chứ. Và cái cù này quá gắt luôn. Quá trời. Chỗ này không cẩn thận là tấp vô nhà rồi đó.